tấm PVC HDPC S8, tấm gỗ nhựa S8 đang cắt mẫu tại tổng kho Hồ Chí Minh để đem đi việt tiêu, cắt trên hệ thống máy CNC testing SH4. Độ bóng trời hơi tối rồi nên là chặn luôn, bắt rất thoải mái. Đấy. Bây giờ bắt cái hông này mà. Không bắt gì chuẩn. Đấy. Đấy. Không bao giờ chuẩn. Gì đấy thôi. Nguy hiểm không phải trong. Hút chưa? Kinh khủng. Khả năng mất vít thì quá cao rồi. Cảnh cứng này. Đấy. Demo cho anh em thế thôi. Đây, chất lượng tấm bề mặt phòng đẹp một cách sâu sắc. Đấy, gãy vít luôn. Chính xác là gãy vít nhá. Luôn không hút được. Đây là cái vít luôn này. Quá ok.